Okay, now we come in, have a drink, and have the boat tour later. Xong cái này là đi xe về Hội An. Xin chào cả nhà, đi đâu hết rồi? Okay, come. Yeah, okay, come here and take a seat, please. Hello. Okay, be together. Be together, be together in peace. Be together in love. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đàn con mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dũi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối diêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồn cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liên yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là con yêu mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Okay, yeah, so it's fun. We are in the coconut, Cẩm Thanh coconut forest. Yeah, okay. Korean group. See, coconut flower. See? Yeah, coconut flower. You will see more. At the water coconut tree, it have to keep the soil stable. Yeah, to avoid erosion. Coconut flower. Yeah, the water coconut flower. A young one, a very small one. Coconut tree now very beautiful. They just cut the leaf and now the young leaf, the young leaf, so it look very green. Nếu họ mới cắt cái rừng dưa chứ nó ra cái là mới đẹp thế. À, ra là non đẹp thế. Beautiful. Beautiful.
ok. Rồi, được, không sao. Rồi, you want to turn around? À, cho quay mà nhẹ. Ok, nhẹ thôi, nhẹ cả ba chạm mặt. Ok, you two turn around too. Quay luôn em, thuyền kia quay luôn đi. Thiên kia cũng quay luôn cho vui. Quay mà quay nhà thôi. Turn around. Turn around. Rồi, được. Yeah, the fruits, the flower. Rồi con ấy đã mời khách đi. À đã, ok. Nice.